phước lộc thọ trên cây phát tài, hay tượng Phật Di Lặc trên thân rồng uốn lượn trên cây khế. Những bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, khéo léo, đang chung sống cùng với các thân cây xanh lá tươi tốt qua bàn tay tài ba của một nghệ nhân ở Cần Thơ. Chủ nhân của những tác phẩm nghệ thuật có 102 này là anh Trần Quốc Việt. Trong dịp Tết này, anh Việt đã dự tính tung ra thị trường miền Tây khoảng 100 cây cảnh có điêu khắc tượng. Tùy theo cây mà giá cả dao động từ 5 triệu cho đến 100 triệu đồng. Có lẽ giá tiền chỉ định một phần cho giá trị của tác phẩm, bởi để cho ra những tác phẩm độc đáo, lạ mắt ngay trên thân cây đang phát triển cũng lắm gian nan. Ngoài việc lựa chọn hình dáng, tuổi thọ, độ cứng và kích thước thân cây cho phù hợp, anh phải kỳ công xử lý, nếu không tượng tạc xong sẽ dễ bị hỏng hoặc méo mó. Từng gia công ở xưởng nội thất nên anh đã quen dần với công việc trạm rổ, điêu khắc trên gỗ. Với mong muốn tạo ra những sản phẩm mới mẻ và sáng tạo, đầu năm 2018, anh bắt đầu những cuộc thí nghiệm của mình bằng việc tạc tượng trên cây sống. Từ đôi bàn tay khéo léo và sự tỉ mẩn từng đường nét, anh đã cho ra những tác phẩm ưng ý nhất. Với cách tạo hình độc chiêu, khắc khe từng chi tiết, mỗi sản phẩm đều có ý nghĩa và sự đặc trưng riêng. Cây anh chọn để khắc phải là những cây có tuổi thọ từ 10 năm trở lên, thường là cây khế, phát tài, vú sữa nhào hay mận. Vì ngoài đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, thì khi khắc tượng còn sẽ mang đến ý nghĩa đầy đủ, may mắn. Một sự kết hợp độc lạ nhưng đầy tính nghệ thuật, hứa hẹn đây sẽ là một món quà ý nghĩa của những thợ sáng tạo, góp phần làm đa dạng thêm thị trường hoa kiển ngày xuân. Thông qua mỗi một tác phẩm còn như một lời chúc của những nghệ sĩ tài ba gửi đến gia chủ nhân dịp đầu xuân. Mận An Phước thường bị ruồi vàng tấn công nhiều hơn so với các loại trái cây khác. Từ nhiều vụ mùa bị thiệt hại nặng nề, anh Phạm Trường Thọ ngụ tại khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã quyết định áp dụng kỹ thuật trùm lưới bao phủ cho toàn bộ 4.000 m2 vườn mận với tổng chi phí khoảng 30 triệu đồng. Lưới được làm bằng cước, các ô lưới khá nhỏ chỉ đạt chỉ khoảng 1 mm. Lỗ lưới thoáng gió nên khi trùm lên, tán cây không bị gãy cành và có thể tránh được các loài chim ăn quả khác. Ngoài việc chống ruồi vàng, anh Thọ còn cho biết lưới khá chắc chắn, có thể sử dụng hơn 4 năm. Sau hơn 2 năm áp dụng mô hình trùm lưới, vườn mận của anh Thọ đã hạn chế được 80% lượng thuốc bảo vệ thực vật phải phun. Đó là chưa kể năng suất mận tăng hơn 50% vì hạn chế được nạn ruồi vàng gây hại. Tuyệt vời hơn cả là anh sẽ không cần mua túi ni lông để bao bọc xung quanh từng trái mận như trước kia nữa. Đây là công việc mất thời gian công sức, thậm chí còn khá nguy hiểm với nhiều nhà vườn vì phải trèo lên ngọn cây cao để bọc quả. Một năm trung bình, anh Thọ thu hoạch 5 vụ mận, mỗi vụ từ 2 đến 3 tấn, thu nhập hơn 150 triệu đồng, mang đến cuộc sống ổn định cho gia đình. Mấy thầy góp nước ra cho súc miệng, rồi mấy con chạy vô lấy nước ra súc miệng. Cái bị mấy bạn kia bị nhức đầu, đau bụng, bị ói nữa. Lo lắm vì không biết là nó cái gì, không biết thầy gia đình ở trường uống gì thôi, gọi lại thì nói là chỉ ngậm thuốc cái ngừa gan thôi. Theo phân loại ban đầu của chúng tôi thì có 17 trường hợp mà các em có biểu hiện nặng, mất nước, mệt, đã được xử trí cấp cứu, truyền dịch, thở oxy. Và còn lại các trường hợp còn lại thì chúng tôi tiến hành là cho thức uống và nằm lưu theo dõi tại chỗ. Theo Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời thông tin, việc cho các em học sinh súc miệng bằng dung dịch flo để phòng sâu răng là thực hiện theo chương trình Nha học đường. Chương trình này do Trung tâm Y tế huyện cấp cho trạm y tế các xã để phân bổ xuống các điểm trường, thực hiện một tuần một lần. Qua kiểm tra, quá trình pha dung dịch là đảm bảo đúng quy định. Thế nhưng trong quá trình hướng dẫn cho các em học sinh súc miệng, thầy này hướng dẫn chưa kỹ nên có một số em sau khi súc miệng bằng dung dịch thì không súc miệng lại bằng nước mà uống nước vào. Còn một số em khác thì tự động nuốt nước súc miệng luôn nên mới xảy ra tình trạng trên.
Đối với bà con nhà vườn thì ngoài nỗi lo về thời tiết, thiên tai thì sâu bệnh hay các loại côn trùng gây hại luôn là một vấn đề nan giải, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Và để khắc phục nỗi lo này thì một chàng nông dân trẻ tuổi tại Cần Thơ đã có một sáng kiến vô cùng độc lạ. Theo đó thì để ngăn ngừa côn trùng cắn phá, anh chàng này đã quyết định trùm mền cho hơn 4.000 m2 vườn mận của gia đình. Bước đầu phương pháp này đã cho hiệu quả thực tế cao. Thời điểm cuối năm khi mà nhu cầu tiêu dùng tăng cao thì đáng lẽ ra giá của các mặt hàng thực phẩm rồi cây trái cũng phải tăng lên. Thế nhưng những ngày nay lại thêm một loại nông sản nữa làm dài thêm danh sách được mùa mất giá của năm nay thưa quý vị. Vâng ạ, vào thời điểm này thì củ sắn ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long được thương lái thu mua chỉ với giá là 3.500 đồng một ký mà thôi. Phải nói rằng là giảm 2.000 đồng so với cách đó một vài tháng và giảm 2.500 đồng so với cùng kỳ năm trước thưa quý vị. Theo nhiều nông dân, củ sắn giảm giá là do đang thời điểm chính vụ, thu hoạch rộ, năng suất cao dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, giá cả biến động. Với mức giá này, trừ chi phí hạt giống, công chăm sóc, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giá nhân công dao động, nông dân còn lời từ 1.000 đến 1.500 đồng trên kg đối với những rẫy sắn xa đường giao thông vận chuyển khó. Năm nay mặc dù củ sắn được mùa, nhưng điệp khúc được mùa rớt giá khiến nhiều nông dân kém vui. Thời gian qua, giá cả các mặt hàng nông sản thường không ổn định, đã và đang gây thiệt thòi lớn cho nông dân. Thiết nghị chính quyền địa phương và các ngành liên quan cần có giải pháp giải quyết căn cơ trong việc tìm đầu ra ổn định sản phẩm, liên kết bốn nhà để nông dân an tâm đầu tư phát triển sản xuất, không còn lo cảnh thua lỗ vào những mùa vụ tiếp theo. Vâng thưa quý vị, không chỉ sắn mà những ngày này giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long cũng đang giảm mạnh khi mà nông dân đang hối hả chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch vụ lúa đông xuân sớm. Cùng với giá lúa giảm, tình hình tiêu thụ cũng có chiều hướng khó khăn vì thương lái cũng giảm tần suất hoạt động do thị trường chung ảm đạm khiến cho nhiều nông dân như đang ngồi trên đống lửa. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình tại Đồng Tháp. Cánh đồng này dự là hơn 10 ngày nữa sẽ bước vào thu hoạch. Nếu như thời điểm này năm ngoái, nhiều thương lái đã đến hỏi, chốt giá, thì hiện nay chỉ có một vài thương lái là mối quen tìm đến. Nhiều thương lái cho biết hiện tại chỉ dám thu mua cầm chừng. Nếu như mỗi năm đã mua được khoảng 5.000 đến 6.000 công lúa, thì hiện tại có người chỉ mới mua khoảng 1.000 đến 2.000 công. Vì giá, hầu hết các loại đều giảm. OM4900 chỉ còn 5.300 đồng một ký. Nàng hoa chính là 5.500 đồng một ký. Đài thơm 8 là 5.100 đồng một ký. Một số nông dân cho biết trước đó, thương lái đã chốt giá mua lúa nàng hoa chính là 6.000 đồng một ký, thì nay xin giảm bớt 300 đồng một ký. Dù nông dân đồng ý giảm giá, thì ngày cắt vẫn bị dời lại trễ hơn 5 ngày so với dự kiến ban đầu. Hiện ở Đồng Tháp, cũng có một vài cánh đồng cắt đúng ngày và bán được giá. Đó là các cánh đồng có ký liên kết với doanh nghiệp từ trước. Con số này lại không nhiều. Thưa quý vị, mới đây, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, ekip của khoa bỏng tạo hình thẩm mỹ vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp bị biến chứng hoại tử ngực nghiêm trọng do bơm mỡ nhân tạo hay còn gọi là silicone lỏng để làm đầy ngực. Bệnh nhân là chị TMN, tên đã được chúng tôi đọc tắt, 31 tuổi, ngụ tại tỉnh Sóc Trăng. Chị N cho biết, mới đây, chị nghe bạn bè giới thiệu và tìm đến một thẩm mỹ viện ở An Giang để nâng ngực. Tuy nhiên, 3 ngày sau, chị cảm thấy hai bên ngực bắt đầu sưng, đau, co cứng. Mức độ đau nhức ngày càng tăng nặng nên đã nhập viện trong tình trạng hai bên ngực căng cứng, sưng đỏ toàn bộ, hoại tử da, biến dạng, nhiều lỗ rò dịch đục ở xung quanh. Và nhận thấy tình hình nghiêm trọng, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do mô hoại tử xâm lấn xuống cơ ngực lớn nên hai bên ngực đã bị lấy bỏ gần như hoàn toàn da và mô tuyến ngực rồi đặt hút áp lực âm liên tục vết mổ. Hiện tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định thưa quý vị. Qua đây thì các bác sĩ cũng đã khuyến cáo silicone lỏng khi được tiêm vào cơ thể sẽ không trú ngụ lại một vị trí mà len lỏi vào các tổ chức mô cơ quan tạo ra các u silicone. Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như tắc mạch, hoại tử, một số trường hợp có thể dẫn đến tử vong. Thưa quý vị, một cơ sở cầm đồ nhưng có tới 2 kho chứa tài sản của khách. Đáng nói, bên cạnh một kho chứa những tài sản có giấy tờ chứng minh chủ sở hữu, thì kho còn lại là hàng trăm xe máy không có giấy tờ, nghi là xe gian, xe trộm cắp, nên cơ quan công an đã tịch thu và đang mở rộng điều tra. Vâng, vụ việc vừa được phát hiện ngay tại tiệm cầm đồ Huy Phượng ở ấp Tân Hoa, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 11 tháng 1, Công an huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành kiểm tra tiệm cầm đồ trên do bà Cao Thị Bích Phượng sinh năm 1976 làm chủ.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 96 xe mô tô các loại được cầm cố, được chứa trong kho, có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Tuy nhiên, khi tiếp tục kiểm tra một kho chứa xe cầm cố thứ hai ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, cũng do bà Cao Thị Bích Phượng làm chủ, thì phát hiện 90 xe mô tô các loại đang được cầm cố nhưng không đúng tên chủ sở hữu và nơi đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc này cũng là bài học cảnh giác cho nhiều người và nhiều tiệm cầm đồ. Không nên vì ham mua tài sản giá rẻ mà bỏ qua yếu tố nguồn gốc, kẻo có ngày tiền mất tật mang. Thưa quý vị, vụ việc nam bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị sử dụng 15 lít bia để truyền nhiều lần vào dạ dày và cứu sống một bệnh nhân bị ngộ độc rượu nặng có hàm lượng methanol trong máu là 2.100mg trên lít, vượt hơn 10 lần ngưỡng gây ngộ độc. Vụ việc được cho là hy hữu, đang khiến cho dư luận xôn xao trong những ngày vừa qua. Nếu mà nói như vậy thì nếu mà chúng ta bị ngộ độc rượu là có thể uống bia để có thể giải độc đúng không Diễm Loan? Trên thực tế thì cũng có rất nhiều người đã suy nghĩ giống như Quang Huy vừa chia sẻ trong những ngày vừa qua như vậy đó, khi mà nói về cái sự việc hy hữu này. Tuy nhiên, đó là một suy nghĩ vô cùng sai lầm. Và để giải đáp vấn đề này cũng như là cảnh báo cho người dân thì chiều ngày hôm qua ngày 11 tháng 1, Bộ Y tế đã tổ chức một buổi họp báo để có thể giải đáp những vấn đề xung quanh. Tại cuộc họp báo, các chuyên gia về cấp cứu chống độc cho rằng biện pháp điều trị mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã thực hiện là có cơ sở về mặt y tế. Theo hướng dẫn xử lý ngộ độc methanol của Bộ Y tế, lọc máu cấp cứu là biện pháp quan trọng hàng đầu và quyết định việc đào thải methanol ra khỏi cơ thể người bệnh. Ngoài ra, trong quá trình lọc máu thải độc, ethanol cũng có thể sử dụng theo đường tiêu hóa để tranh chấp chuyển hóa với methanol có trong máu. Tuy nhiên, biện pháp hỗ trợ này chỉ có thể tạm thời trì hoãn việc chuyển hóa methanol thành các độc chất gây hại cho người bệnh và phải được thực hiện theo dõi sát tại cơ sở y tế có đủ điều kiện, theo hướng dẫn chuyên môn và chỉ định của bác sĩ. Các chuyên gia nhấn mạnh cần phải phân biệt rõ bệnh nhân bị ngộ độc ethanol hay methanol để có biện pháp xử trí phù hợp. Đối với ngộ độc ethanol đơn thuần, ngộ độc rượu đơn thông thường ấy, thì bác sĩ chữa bằng các biện pháp đã có phác đồ rồi. Và tuyệt đối không bao giờ dùng ethanol, không bao giờ khuyến cáo uống thêm rượu, uống thêm bia để chữa ngộ độc rượu thông thường cả. Đấy, không có chuyện đấy. Chúng ta đang nói là cái trong hoàn cảnh y tế và cái việc này là chỉ được thực hiện bởi bác sĩ, bởi nhân viên y tế. Và cộng đồng chúng ta thấy, chúng ta chỉ hiểu, chỉ biết thôi và không được áp dụng tại gia đình, tại cộng đồng, ngoài cơ sở y tế. Đại diện Bộ Y tế khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu ngộ độc rượu do uống rượu bia thì phải đến ngay cơ sở y tế để được xử trí, điều trị kịp thời. Tuyệt đối không được tự ý sử dụng bia để giải ngộ độc do uống rượu bia gây ra. Nếu đã ngộ độc ethanol có trong rượu bia mà vẫn tiếp tục uống rượu bia có ethanol thì mức độ ngộ độc sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thưa quý vị, cây kiểng và điêu khắc là hai môn nghệ thuật tưởng chừng như chẳng có liên quan gì với nhau. Nhưng vậy mà ở vùng đất Tây Đô, có một người đã kết hợp chúng lại với nhau để cho ra đời những tác phẩm độc đáo, lạ mắt ngay trên thân cây đang phát triển. Và thưa quý vị, những bức tượng ẩn mình trên thân cây sống, nghe thì có vẻ khó tin. Nhưng những tác phẩm này đã và đang chinh phục mọi người. Và trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới thì người đàn ông tài hoa này cũng sẽ cung ứng ra thị trường hàng trăm tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc lạ. Với cách tạo hình độc chiêu, mỗi sản phẩm không chỉ đẹp mắt mà lại còn mang ý nghĩa may mắn và đặc trưng riêng nữa. Anh ta là ai? Ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả sẽ cùng với chúng tôi tìm hiểu nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu Điểm Nóng cũng đã hết. Mọi ý kiến, phản ánh, những bức xúc về các vấn đề tại địa phương, quý vị có thể liên hệ về số điện thoại đường dây nóng 097-122-5053. Còn bây giờ xin được hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ hàng ngày trên sóng truyền hình thành phố Cần Thơ để có được những thông tin nóng nhất và mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.